chúng con thành tâm đê đầu cung kính thập phương tam thể những tiếng như vậy, chư tôn bồ tát chư hiền thánh tăng. Giờ này các ngài hoặc các tham thiền nhập định nên được chốn rừng sau núi thẳm, hoặc giờ này các ngài đã bỏ đà kiến hành nên chốn tầm thắm hoang dã, hoặc giờ này các ngài đã trở thành phật sự tại khắp các mười phương vạn giới. Quán âm về đạo tràng chùa Bảo Hải hôm nay để chứng minh tất lòng hiếu sự trong bản thể nam nữ phật tử hiện diện. Kính thưa bản thể quý vị, hiếu tâm tư thị phật tâm hiếu là vô vi phật tâm hồng sư chúng sinh. Đó là một người cái tư vấn, đó là một câu nói rất quen thuộc mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta đã từng được nghe. Những câu nói đó là những kim ngôn kim nền thánh ngôn đã xuất từ kim thọ của Đức Thế Tôn khi ngài còn đang tại thế thần nhân văn đã được nét đẹp văn hóa ngàn đời. Có thể rằng chúng ta chưa bao giờ được nghe một thần giáo của một tôn giáo nào nói đến tinh thần hiểu đạo, và đặt vị trí của một cha mẹ của chúng sinh ngang hàng với vị trí của chính mình. Và thế nên Phật giáo còn gọi là đạo hữu, và đây cũng là một nét đẹp văn hóa đặc sắc mà chúng ta chỉ có thể tìm được ở nơi Phật giáo mà thôi, và không có một tôn giáo nào trên thế gian này có được nét siêu việt đó. Hiểu đạo là gì? Hiểu là yêu thương và tôn trọng và tu tiên. Nói về yêu thương kính mà chúng ta không yêu thương, nhân viên tinh thần hiếu đạo giáo phải được kết hợp giữa tinh thần yêu thương và tôn trọng tu tiên bằng tinh thần thanh tịnh tuyệt đối. Tinh thần hiếu đạo đến để chúng ta thực hiện tinh thần không phân biệt bình đẳng đối xử quốc độ chủng loại giới tính. Tinh thần hiếu đạo đó phải được cụ tạo một chúng ta cũng có thể đề đạt được ơn hiếu đạo cho ông bà cha mẹ, cho đồng thân quý thuộc, cho toàn thể người phương quốc tế chúng sinh, không phải chỉ đáp đạt đáp đền được tinh thần hiếu đạo để vô năng tham hồ tại cổ tử, hay là cho toàn thể chúng tôn thần và chư đại đức tăng ni có thần tâm tán thán việc làm vô cùng cao đẹp và xin cảm ơn hiếu thuận đối với cha mẹ, đối với mười phương pháp giới chúng sinh trong ngày đại lễ Vu Lan tháng hồi hôm nay. Nam mô đại hiếu hiền linh Bồ Tát Ma Na Tát. Lời mà thầy đã thuật ra đó là thuật học cho ta hành trì lặng lòng trong sạch công nghi hồi sinh được học vô vi phật hồn. Cung kính được bạch với con hòa thượng vừa rồi vì tư tưởng hàng phật tử của con, hòa thượng
với lòng tình thương vô hạn, Phật thể nhà vô biên đã bắt bổ tràng phần lớn chúng con hiểu rõ được tinh thần, hiểu đạo cũng như ý nghĩa của Phật sự sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ niệm ơn Hòa Thượng. Đại lễ Vu Lan và nhân mục Phạm Thiên đến đây thành đầu viên mãn. Điều này chúng con thành kính cung kính với công thiện đức Tăng Ni, kính mời toàn thể đạo tràng cùng khởi thân hướng về mười phương chư Phật trong phần ký thức của ngọn cùng xã Vu Lan. Chúng con thành kính cung kính Hòa Thượng Thượng Minh Hà Bảo để đức chứng minh kiêm sản chủ. Chúng con thành kính vô tình thượng tòa thượng chân hạ thượng thượng tòa thượng thông hạ dương thịnh ba vị chứng minh kiêm hương thành phẩm cung thịnh đại đức Thích Minh Hương đương nhiên hiệu chủ cung thịnh đại đức Thích Kiện Hương đưa vi duy an đồng cung thịnh chư tôn thiện đức Tăng Ni đồng hộ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thịnh chư tôn hòa thượng. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.